Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy Lợi nữa các bạn. Hôm nay mình nói về bài tập tìm x lớp 5. Thì để giải quyết những cái bài toán tìm x lớp 5 từ cơ bản đến nâng cao thì các bạn cần nhớ những kiến thức như sau. Thứ nhất đó là công thức cơ bản về phép cộng. Được chưa? Phép cộng thì các bạn phải nhớ số hạng và tổng. Vậy muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết, ok chưa? Tiếp theo đó là phép trừ thì bạn nhớ đến số bị trừ, số trừ và hiệu. Vậy muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ, muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Và phép nhân phép chia, đúng chưa? Các bạn phải nhớ những cái kiến thức nền đó. Cái thứ hai đó là các bạn phải làm từ ngoài vào trong. Làm từ ngoài vào trong. Vào trong là sao? Đối với phép tính thì các bạn làm nhân chia trước, cộng trừ sau, có ngoặc làm ngoặc. Còn đối với tìm x thì các bạn sẽ làm từ phía ngoài. Phía ngoài ví dụ như đây có ngoặc nè, và đây nhân cho 7 nè, bằng 70, thì các bạn làm từ phía ngoài trước. Đó, được chưa? Phía ngoài trước. Vậy xem cái mặt này chính là thừa số nè, nhân thừa số và tích. Vậy muốn tìm thừa số nè, viết lại trong mặt trước giúp mình. Ta lấy tích nè, chia cho thừa số đã biết. 70 chia 7 thì bạn nhẩm đến bảng của chương 7 giúp mình. Nó sẽ ra bao nhiêu ạ? 10, vậy là x chia 4 cộng 6 bằng 10. Sau đó các bạn làm tới số 6, được chưa? Đó, làm từ ngoài là như thế. Đó. Vậy ở đây phép cộng nè, đây là số hạng và đây là tổng. Vậy muốn tìm số hạng nè, ta lấy tổng nè trừ đi số hạng đã biết. 10 trừ 6 được mấy à? Được 4. Vậy là x chia 4 bằng 4. Tới đây các bạn là quay về dạng cơ bản của phép chia. Đây là số bị chia, đây là số chia và đây là thương. Vậy muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. 4 nhân 4 mà mọi người ạ. Vậy x bằng 16. Ok chưa? Thì tương tự bài B cũng vậy, các bạn sẽ làm từ ngoài vào trong. Đây là phép nhân, đây là thừa số và đây cái ngoặc này cũng là thừa số. Vậy mình viết là thừa số cho biết nè. Được chưa? Sẽ bằng nè. Bằng tích chia cho thừa số đã biết. Rồi, thì các bạn tính giúp mình 140 chia 5. 1 chia 5 không được, lấy 14 chia 5. 14 chia 5 được 2. 2 nhân 5 là 10, lấy 14 trừ cho 10 được 4. 4 chia 5 không được, hạ không xuống. 40 chia 5 được mấy ạ? Nhẩm bảng của chương 5 giúp mình thì 40 chia 5 được 8. Vậy 7 cộng 3 nhân x bằng 28. Rồi, các bạn tiếp tục làm từ ngoài vào trong. Đây là phép cộng nè, đây là số hạng và đây là số hạng nè. Vậy 3 nhân x sẽ bằng tổng trừ với số hạng đã biết. 28 mà trừ 7 còn bao nhiêu ạ? 3 nhân x viết lại nè, bằng 21. Tới đây các bạn đã quay về dạng cơ bản của phép nhân. Đây là thừa số, đây là thừa số và đây là tích. Vậy muốn tìm thừa số cho biết ta lấy tích nè, chia cho thừa số đã biết. Rồi, 21 chia 3 được mấy à? Được 7. 7 x 3 21. Ok chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.